Em, kênh Lan Dương Minh Hiếu xin kính chào toàn thể các bác, cô, chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là phiên bán hàng ngày, 14/6/2021 này. Thì kênh Lan Dương Minh Hiếu lại có một số mặt hàng đẹp chuẩn con giống lên để chia sẻ tới toàn thể các bác, cô, chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc sưu tầm. Thì các bác xem video, cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Để hàng ngày em lên video chia sẻ các mặt hàng con giống chuẩn đẹp, mong được các bác cô chú anh chị là ủng hộ cho nhà em. Thì lời nói đầu em cũng xin được chúc toàn thể các bác cô chú anh chị là có một ngày mới an lành hạnh phúc. Thì đây là em quay cái khu vực em treo biển và giao dịch hàng và hàng ngày các bác nhé. Nhà em có địa chỉ là tại thôn Tô Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Và có số điện thoại này, Facebook, YouTube, Zalo thì đều số điện thoại em dùng là 0988 692 203. Facebook, YouTube của em thì đều là Lan Dương Minh Hiếu. Thì cũng không để các bác phải chờ đợi lâu, em xin phép lên giàn và chia sẻ các mặt hàng con giống của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì em lại tiếp tục chia sẻ các con giống của năm cánh trắng Phú Thọ này, năm cánh trắng HO Hồng Yên Thủy, ám địch quả lá nhỏ Thanh Sơn Phú Thọ, ám Phần Thủy và rất là nhiều những bông ám kia, có cả cửu long Cao Phong các bác nhé. Một số những mặt hàng con giống khác nhau. Thì em cũng không để các bác phải chờ đợi lâu, em xin vào chi tiết từng đơn hàng của ngày hôm nay. Thì cho chậu đầu tiên các bác nhé, chậu đầu tiên nhất thì hôm nay em chia sẻ một chậu năm cánh trắng Phú Thọ đăng hoa. Chậu này thì cho các bác sưu tầm về làm nái này. Thì bây giờ hiện tại hoa đã nở. Cái chậu này thì em cũng đã chia sẻ khá là nhiều trên video cho các bác cũng đã biết. Nó từ khi nó còn nụ nhỏ các bác nhé. Thì đây các bác này, đã nở ra bông hoa mũi trắng tinh khiết luôn các bác nhé, không có một tí vết ở cỏ nào luôn. Có những bông hoa dòng Phú Thọ này thì ở cỏ mũi các bác nhé là vẫn còn một chút vết, nhưng bông này nở trắng tuyệt đối luôn các bác nhé. Bông rất là đẹp, khuôn hoa rất là đẹp, hôm nay đã bung nốt cả nụ này luôn các bác này, đã bung nốt nụ này và bây giờ hôm nay mới là nở ngày thứ hai thôi các bác nhé, nở ngày thứ hai thôi. Mời các bác thường làm bốn bông hoa này, mũi trắng đét không có một tùy vết luôn ở cái cỏ mũi các bác nhé, ở cỏ mũi này là không có một chút vết nào luôn, trắng tinh luôn, khuôn hoa rất là đẹp, cho bông hoa này cực kỳ là phê này. Hiện tại chậu mẹ đã dài khoảng 47-48 cm các bác nhá, có 5 cây trên thân, cây lớn nhất thì đã gần 8 cm này các bác này, cây lớn nhất đã gần 8 cm và trung bình cho các cây khoảng 4-5 cm các bác nhá, trung bình cho các cây khoảng 4-5 cm. Hiện tại có 5 cây này các bác này, còn rất là nhiều những mắt đang sưng này, có hai mầm gốc khỏe, bù rễ đã ra rất là khỏe rồi. Cho chậu này khoảng 47-48 cm các bác nhé. Chậu hình số 1 em chia sẻ là 17 triệu đồng, đang có hoa trên ngọn luôn các bác nhé. Bác nào sưu tầm có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại giúp cho em. Để các bác, mời các bác thường làm khuôn hoa năm cánh trắng Phú Thọ cho những cái bông như bông này. Thì hôm nay mới là hé ngày thứ hai và bông này là hé ngày thứ nhất các bác nhé. Bây giờ mới bắt đầu hé ra thôi. Rất là đẹp, khuôn hoa của Phú Thọ này thì thật sự là bây giờ nó là một mặt hàng, một mặt bông quốc dân, bởi vì cũng có cách đây vài chục năm rồi và hiện tại thì được nhân giống rất là nhiều và được rất là nhiều anh chị em trên thị trường săn đón các bác nhé. Đây các bác, mời các bác thường lắm khuôn hoa, bông này nở rất xuất sắc các bác nhé, nở không có một tí vết nào ở mũi luôn, ở cỏ mũi này các bác này, mời các bác thường lắm này, không có một vết nào ở cỏ mũi, bông này nở cực kỳ xuất sắc. Đây các bác này, rất là đẹp, bông hoa cực kỳ là phê, mời các bác thường làm cái cỏ mũi này trắng tinh luôn các bác nhá. Đây các bác này, một cái chậu dài khoảng 47-48 cm, em chia sẻ là 17 triệu đồng cho hình số 1 này. Tiếp theo qua hình số 2. Hình số 2 này em tiếp tục chia sẻ năm cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. Thì cái dòng này là dòng cắt khúc kỳ, các chậu mẹ thì vẫn còn ở nhà và đó đều đã nở hoa. Cắt khúc kỳ. Bây giờ tiếp tục em lại chia sẻ với các bác này. Kỳ những con kỳ đều đã ra rễ khuế các bác nhá. Thì đây các bác này. Những con kỳ nó đã dài khoảng 1 cm đến 1 cm rưỡi, mớ lá rất là đẹp, rễ ra rất là khỏe các bác nhá. Em chia sẻ cho các bác là 1 triệu đồng cho một con kỳ lớn các bác nhá. 1 triệu đồng cho một con kỳ lớn này. Kiểu như những con kỳ như này, em chia sẻ là 1 triệu đồng này các bác này, đã ra rễ khỏe này. Và kỳ nhỏ, đây các bác này, những con kỳ nhỏ như này là 950 nghìn trên một kỳ các bác nhá. Kỳ lớn thì cũng có khá là nhiều, ví dụ như những kỳ này các bác này, những kỳ như thế này. Đây các bác này, là 1 triệu đồng và những con kỳ nhỏ nhỏ như thế này. Đây các bác này, có rất là nhiều. Đây các bác nhé, những con kỳ nhỏ này thì em chia sẻ là 950 nghìn này cho một kỳ các bác nhé, nằm cánh trắng Phú Thọ. Dòng này có khá là nhiều và bác nào sưu tầm thì em sẽ buộc vào mút đảm bảo cho các bác nhìn này.
về các bác ươm vào đây các bác này, đây là những cái chậu nó lớn hơn này, đã ra trước này, và ươm xuống chậu như thế này các bác nhá, đây các bác này, là sau này nó sẽ đạt như này thôi, một thời gian ngắn các bác nhá, đây là những chậu phú thọ trước này, và đây em sẽ quấn vào mút đảm bảo như này cho các bác này, và các bác cứ ươm vào chậu như này là đảm bảo lên thôi các bác nhá, đây các bác này, bộ rễ của nó phát triển như này, đây các bác nhá, cho hình số 2 này, em chia sẻ là những con kia lớn như này các bác nhá, là 1 triệu đồng này. Và những con kia nhỏ hơn là 950.000 các bác nhá. Đây các bác này, con kia như này là 950.000. Đều đã ra giá khuế các bác nhá. Có rất là nhiều những con kia như này. Đây các bác này. Cái này thì ươm kia được hơn 5 tháng rồi. Đây là cho hình số 2. Tiếp theo em chuyển qua hình số 3. Hình số 3 thì em tiếp tục chia sẻ các con kia năm nhất của năm Nguyên Trang Phú Thọ. Cho kia này thì đã thuần chậu và đã ra giá khuế, giờ này nó cứ thế nó phát triển thôi. Kia này đã dài khoảng 8 cm có dư các bác nhá. Bộ giá đây mời các bác này. Cái này về thì các bác không cần phải dùng thêm nhiều phân thuốc gì nữa cả, đều đã ổn định rồi. Em chia sẻ là 2.100.000 các bác nhá. Cái này về các bác cứ tưới nước là lên thôi. Mầm phát triển rất là khỏe đẹp này các bác. Và tưới thêm hùng nguyễn B1 B12 thì kích thêm rễ các bác nhá. Cây khỏe và nó phát triển khỏe thì nhờ vào bộ rễ thôi các bác nhá. Cho hình số 3 này 2.100.000. Tiếp theo em chuyển qua hình số 4. Anh số 4 vẫn là một cây đã thuần rồi các bác nhá. Cây này thì cũng đã khoảng 6 cm có dư rồi. Đây các bác này, bộ giá này, thân mẹ rất là mập đẹp. Cho cây này hình số 4 em chia sẻ là 2 triệu đồng các bác nhá. 2 triệu đồng cho hình số 4 này. Số 4 là 2 triệu đồng. Tiếp theo chuyển qua hình số 5. Hình số 5 tiếp tục chia sẻ chậu cây 52 của năm Nguyên Trắng Phú Thọ đang có nổ các bác nhá. Chậu này đang có nổ hai mầm gốc. Tổng chậu khoảng 34 đến 35 cm. Hai mầm gốc rất là khỏe các bác nhá, mầm gốc nó phát triển mầm gốc như những mầm này năm nay sẽ đạt khoảng 60-70 cm. Đây các bác, hai mầm gốc này, thân mẹ đang nổ. Cho chậu này em chia sẻ là 9,5 triệu đồng các bác nhá. Tổng khoảng 34-35 cm. 9,5 triệu đồng. 9.500.000 các bác nhá. Cho số 5 này. Tiếp theo em chúng qua số 6. Số 6 vẫn tiếp tục chia sẻ một chậu năm cái cháu Phú Thọ 52 các bác nhá. Thì chậu này hiện tại có hai mầm gốc này. Có 3 cây trên thân nữa các bác nhá. Đây con kỳ này đã bật ra khỏi vỏ này các bác này, em chưa nẻ. Đây các bác, lát nữa em sẽ nẻ cho các bác này. Này các bác nhá, nẻ khỏi lớp vỏ này 3 kỳ chân thân, và cái chậu này em đã lách mất 1 kỳ rồi. Đây các bác nhá. Rất là đẹp. Có cho chậu này em chưa xì cả chậu các bác nhá. Là hiện tại là có 3 kỳ chân thân này. Còn mắt kỳ nữa các bác nhá, còn mắt kỳ nữa hai mầm gốc. Cho chậu này em chưa xì là 6 triệu đồng các bác nhá. Mầm gốc này cũng đã dài khoảng 12 13 cm rồi. 12 13 cm rồi. Có 3 kỳ trên thân và 2 mầm gốc. Rất là khỏe các bác nhá. Mầm gốc đang phát triển rất là khỏe này. 6 triệu đồng cho hình số 6 các bác nhá. Tiếp theo em chuyển qua hình số 7. Hình số 7 em chia sẻ 1 kỳ 5 cánh trắng HO. Đây các bác này. Rất là khỏe đẹp các bác nhá. Cho hình số 7 này. Kỳ đã mở 6 đến 7 lá rồi. Rất là đẹp các bác nhá. Em chia sẻ là 10 triệu đồng cho hình số 7 này. Kỳ 5 cánh trắng HO. Tiếp theo em chuyển qua hình số 8. Là 1 kỳ 5 cánh trắng HO. Cho hình số 8 này các bác này. Kỳ này đã dài khoảng 6 cm có dư rồi. Giá ra rất là khỏe các bác nhá. Cho kỳ hình số 8 này em chia sẻ với các bác là 12.600.000. Đây các bác này. Mười lá rất là khỏe. Bộ giá đã bắt đầu thuần rồi. 12.600.000 cho hình số 8 này các bác này. Tiếp theo em chuyển qua hình số 9. Hình số 9 vẫn là một kỳ năm cánh trắng HO, đã mới 5 lá, rất là đẹp. Đã thuần rồi các bác nhá. Bộ giá này mà các bác thường làm bộ giá này. Cho hình số 9 em chia sẻ là 8.600.000 các bác nhá. 8.600.000 cho một kỳ năm cánh trắng HO số 9 này. Kỳ này rất là đẹp, đã thuần rồi, mười năm lá các bác nhá, rất là đẹp, 8.600.000 cho hình số 9 này. Và tiếp theo chúng qua hình số 10, chia sẻ với các bác một kỳ lúa già Hồng Yên Thúy các bác nhá. Đây các bác này, kỳ này thì đã khoảng hơn 3 cm rồi, bây giờ hiện tại đã khoảng 3 cm có dư rồi, mười sáu lá các bác nhá, đang có hoa luôn này các bác này, chỉ khoảng 10 ngày nữa là sẽ nở, và đến khi ra rễ đảm bảo này, em sẽ cắt khúc cho các bác. Em chia sẻ cho hình số 10 là 38 triệu đồng cho kỳ này các bác nhé. Kỳ ngay trên này, cắt khúc cho các bác, hoa đầy rồi các bác nhé. Thì các bác mua con giống yên tâm. Thì khi nào ra rễ khuế thì kỳ nó cũng đã đạt khoảng 6-7 cm các bác nhé. Lúc nào 6-7 cm em cắt khúc cho các bác này, cắt khúc luôn các bác nhé. Nên là các bác rất là yên tâm. 38 triệu đồng, bác nào sưu tầm thì liên hệ trực tiếp giúp cho em. Tiếp theo em chuyển qua hình số 11. Hình số 11 thì hôm nay em mời các bác thường làm ám lá nhựa địch quả của Thanh Sơn Phú Thọ đã nở, còn rất là nhiều hoa các bác nhá, hai thân mẹ còn rất là nhiều hoa. Đây mời các bác thương lá này, đây các bác nhá,
những bông hoa cực kỳ là phê, dòng này đạt cả về khuôn hoa và thân lá luôn các bác nhá, rất là đẹp này các bác này. Cái mũi cũng cực kỳ là phê, mặt và mũi thì có 2 kỳ trên thân thôi, có 2 kỳ trên thân em mà chưa xì được với các bác. Đây các bác này, mời các bác thử ngắm khuôn hoa này, có hẳn một chùm hoa luôn, rất là nhiều hoa các bác nhá. Có 2 kỳ trên thân này đã ra rẻ khuế này, cho 2 con kỳ này nó cùng vào một các bác nhá, em chưa xì là 500.000 cho hình số 11 các bác nhá, 500.000 cho hình số 11 ám lá nhỏ địch quả Thanh Sơn Phú Thọ, 2 kỳ rất là khuế đẹp các bác nhá. Mời các bác thường làm khuôn hoa, và bác nào sưu tầm thì các bác có thể chụp màn hình lại khuôn hoa giúp cho em đây các bác nhá. Còn nớ rất là nhiều và em sẽ quay mời các bác thường làm rất là nhiều cho cái dòng hoa này. Bông này thì dòng này thì thân lá rất là đạt, đây các bác này, đạt cao về thân lá và khuôn hoa luôn. Tiếp tục em chuyển qua hình số 12, hình số 12 hôm nay em tiếp tục chia sẻ cái chậu ám phần thủy của Phú Thọ này các bác này. Chậu này thì chưa có tên, em sưu tầm từ năm trước các bác nhá, chưa có tên. Và cái chậu này thì hiện tại thì hoa rất là nhiều để các bác có thể sưu tầm và chiêm ngưỡng được những bông hoa như này các bác này. Mời các bác thương lắm, một chậu ám mắt đỏ phần thủy đang hoa rất là đẹp. Thì hiện tại mầm gốc đây các bác này, mầm gốc đã dài hơn khoảng 50 cm rồi các bác nhá. Mầm gốc đã dài 50 cm, thân mẹ thì dài khoảng 90 cm, và có còn khá là nhiều những con kỳ đang sưng trên thân các bác nhá. Đây các bác này, đây là thân mẹ này các bác này, thân mẹ này, kỳ trên thân đang sưng này, hắn là một chùm hoa luôn. Thì hôm nay em chia sẻ với các bác là 1.000.000 đồng cho cái thân này các bác nhá, một mầm gốc dài khoảng 50 cm và một thân mẹ dài khoảng 90 cm, đang rất là nhiều hoa các bác nhá. Còn rất là lâu cho các bác chơi, bác nào sưu tầm liên hệ trực tiếp giúp cho em. Đây các bác này, chùm hoa luôn, chia sẻ thân mẹ và một mầm gốc. Thân mẹ các bác còn làm được rất là nhiều các con kỳ các bác nhá. Tiếp theo em chuyển qua hình số 13. Hình số 13 thì hôm nay em chia sẻ cái chậu 52 của bông ám cánh bầu Tam Dương. Em sẽ mời các bác thường làm khuôn hoa của bông này. Đây em mời các bác mời thường làm ám cánh bầu Tam Dương này. Bông này thì đã nở trực tiếp tại nhà anh Hưng Nguyễn ở Tam Dương, Vĩnh Phúc, và cũng được anh em trong hội Lan Va là công nhận là một bông hoa đẹp. Vì đây các bác này, khuôn hoa thì rất là đẹp, một bông cánh bầu cực kỳ là đỉnh cao, được rất là nhiều anh chị em công nhận là một bông hoa đẹp. Thì còn duy nhất một thân mẹ và 3 mầm gốc các bác nhá. Mỗi mầm gốc đã dài hơn 20 cm rồi. Thân mẹ đây các bác này còn làm được rất là nhiều kỳ các bác nhá. Thân mẹ còn làm được rất nhiều kỳ. Hiện tại đã xuống lá các bác nhá. Sang chậu nên đã xuống lá này. Đã xuống lá. Thân mẹ thì dài khoảng hơn 30 cm và có tới 3 mầm gốc các bác nhá. Cho chậu này em chia sẻ là 550.000 cho các bác sưu tầm các bác nhá. Cánh bầu Tam Dương, một trong những dòng thân lá và mặt hoa rất là đỉnh cao, rất là đẹp các bác nhá. Ám cánh bầu Tam Dương cực kỳ là phê này các bác này. Và con giống này thì trên thị trường hiện tại còn rất là ít các bác nhá, chưa có ra nhiều, chỉ có bác nào sưu tầm về thì mới có thôi. Còn trên thị trường rất là ít một bông cánh bầu cực kỳ là đỉnh cao các bác nhá. Hình số 13 em chia sẻ là 550.000. Tiếp theo em chuyển qua hình số 14. Hình số 14 em tiếp tục chia sẻ dòng ám cánh bầu, thì mời các bác thường làm khuôn hoa của bông này. Bông này cũng là một bông rất là đẹp các bác nhá. Đây các bác này, mời các bác thường làm bông ám cánh bầu này, mặt đỏ đậm rất đẹp, bông cánh bầu cực kỳ cao. Dòng này thì cũng rất là đạt về thân lá này các bác này, mời các bác thường làm thân lá này, thân lá của bông này. Đây các bác này, mầm lá của mẹ nó đây các bác này, lá của thân mẹ này rất là tròn lá và gần lá các bác nhá. Thân kỳ năm thứ nhất đây các bác này, mập thù lù luôn, rất là đẹp. Em chia sẻ là 250.000 trên một thân mẹ và một mầm gốc các bác nhá. Một thân mẹ và một mầm gốc em chia sẻ là 250.000. Bác nào sưu tầm liên hệ trực tiếp giúp cho em. Tiếp theo em chuyển qua hình số 15. Hình số 15 này em chia sẻ một chậu ám mắt trâu lưng xanh Phú Thọ các bác nhá. Chậu này thì có 3 thân mẹ này các bác này và 3 mầm gốc. Rất là đẹp các bác nhá. Mỗi thân mẹ dài khoảng gần khoảng 10 cm và mầm gốc đã lên rất là đẹp. Em chia sẻ cả chậu luôn là 550.000 các bác nhá. 550.000 cho hình số 15. Và em cũng mời các bác thường làm khuôn hoa của ám mắt trâu luôn các bác nhá. Đây các bác này, ám mắt trâu lưng xanh tại nhà này, chậu nái. Bây giờ vẫn còn lưng, vẫn còn xanh, nó sẽ bay dần các bác nhá. Chậu này thì đã nở rất là lâu rồi, hiện tại vẫn chưa tàn hết các bác nhá. Chưa tàn này. Mời các bác thường làm khuôn hoa ám mắt trâu luôn. Rất là đẹp các bác nhá.
Cuộn hoa quả mất trâu này, cực kỳ là phê, lưng vẫn còn xanh nha các bác nhé. Rất là đẹp này. Cho hình số 15, em chia sẻ với các bác là 550.000 cho hình số 15 các bác nhé. Tiếp theo chúng qua hình số 16, em tiếp tục chia sẻ ám mắt trâu lưng xanh Phú Thọ. Thì cho hình số 16 này các bác này, có hai con kỳ trên thân, mỗi kỳ đã dài khoảng 12 cm rồi. Đây các bác nhé, hai kỳ này đã ra giã, trên thân mẹ còn sưng rất là nhiều mắt kỳ. Đây các bác này, sưng tất cả các mắt kỳ đều đang sưng hết rồi. Cái chậu này thì mầm gốc chai, hai mầm gốc bị chai các bác nhé. Thân mẹ dài 30 cm, có sẽ làm được tất cả các mắt kỳ. Dòng này thì nó là dòng lá kem phát tài. Đây các bác này, các bác thường làm này, thân mẹ rất đẹp. Cho hình số 16, em chia sẻ là 400.000 các bác nhé, 400.000 cho hình số 16 này. Em chuyển qua hình số 17, hình số 17 là cái thân mẹ bên này các bác nhé, hai con kỳ, một con kỳ đã dài cũng khoảng 13-14 cm rồi. Đây các bác này, giá ra rất là khỏe. Thân mẹ hình số 17 thì dài khoảng tầm gần 30 cm. Đây các bác nhé, một mầm gốc rất là khỏe này các bác này, trên thân mẹ còn cũng sưng rất là nhiều mắt kỳ. Em chia sẻ cho các bác hình số 17 cũng là 450.000 các bác nhé, 450.000 cho hình số 17 này. Tiếp tục em chuyển qua hình số 18. Hình số 18 này hôm nay em chia sẻ một chậu ám môi tuyết của Hòa Bình để mời các bác thương lắm khuôn hoa. Chậu này thì trước em cũng định bắt số một bông 5 cánh trắng, nhưng mà hiện tại nó lại ra một bông ám môi tuyết này các bác này. Đây các bác này, xanh sạch tuyệt đối này, mà các bác thương lắm thân mẹ này, một cái cây thân mẹ như thế này mà ra một bông ám rất là tiếc các bác nhá. Đây các bác này, mà các bác thương lắm này, mầm gốc này các bác này, xanh sạch tuyệt đối luôn, cả những cái kỳ mới nhú rồi các bác nhá, kỳ sọc thân rất là đẹp, bông này hơi tiếc. Đây các bác này, mời các bác thương lắm khuôn hoa này, bông hoa cực kỳ là phê, cánh mai vai ngang mồi tuyết rất là đẹp, tiếc là ra một bông ám. Thì cho hình số 18 này các bác này, có một thân mẹ các bác nhá, thân mẹ này thì dài khoảng gần 30 cm này các bác này, đằng hoa một mầm gốc cũng dài khoảng gần 30 cm các bác nhá, xanh sạch tuyệt đối này. Và còn thân mẹ bên này, thân mẹ bên này dài khoảng 16 cm, có cả kỳ trên thân, một mầm gốc nữa các bác nhá. Cho đơn hình số 18 là cái khu vực bên này các bác nhá, em chia sẻ là 400.000, 400.000 cho hai thân mẹ và hai mầm gốc các bác nhá. Hoa trực tiếp luôn đây rồi, bông hoa cũng rất là đẹp đây các bác này, bông hoa rất là đẹp các bác nhá, cực kỳ là phê này. Hình số 18 em chia sẻ là 400.000. Và tiếp tục em chuyển sang hình số 19 là cái thân bên này các bác nhá. Đây các bác này, kỳ trên thân đã ra, sọc thân rất là đẹp. Thân mẹ thì dài cũng khoảng 20 cm. Đây các bác này, và mầm gốc cũng khoảng 20 cm. Cho đơn hàng số 19 thì em chia sẻ là 250.000 cho hình số 19 các bác nhá. Mời các bác thương lắm khuôn hoa. Đây các bác này, bác nào sưu tầm các bác có thể chụp màn hình. Và hôm nay nó là nửa ngày đầu tiên các bác nhá, nửa ngày đầu tiên các bác sưu tầm và là vẫn chơi được hoa bình thường. Đây các bác nhá, rất là đẹp này các bác này, bông mùi tuyết, cánh sáp vai ngang, rất đẹp. Và tiếp tục em chuyển qua hình số 20. Hình số 20 thì em chia sẻ một chậu lá mít. Đây các bác này, của Đài Bắc Hòa Bình. Mời các bác thương lắm về thân lá các bác nhá. Cái chậu này thì em muốn đi sưu tầm để bán lá của năm thứ nhất đây các bác này. Năm chưa có hoa, em cũng chưa biết chắc chắn khôn hoa đâu. Có 3 mầm gốc và 3 thân mẹ đây các bác này, 3 mầm gốc đang phát triển rất là đẹp. Lá mít này thân thú lúc nào cũng rất là đẹp. 3 thân mẹ, 3 mầm gốc các bác nhá. Em chia sẻ cho cả cái chậu này là 500.000. Đây các bác, 500.000 cho hình số 20 các bác nhá. Tiếp tục em chuyển qua hình số 21. Hình số 21 thì em có chia sẻ một chậu cừu long cao phong của Hòa Bình, cánh bầu cừu long. Thì đây các bác nhá, có một thân mẹ này và một mầm gốc này. Một thân mẹ và một mầm gốc. Cho đơn hàng hình số 21 này em chia sẻ là 150.000 thôi các bác nhá. Một thân mẹ và một mầm gốc này, 150.000 cho hình số 21. Bác nào sưu tầm em sẽ cắt khúc cho các bác này. Tiếp theo em chuyển qua hình số 22 là chia sẻ chậu mẹ luôn. Thân mẹ dài khoảng 70 cm các bác nhá, đã có hoa rồi. Thân mẹ dài khoảng 70 cm đã có hoa rồi, bằng ngón tay cái này các bác này. Và có khả năng sẽ còn hoa tiếp các bác nhá, để các bác chơi được này. Thân mẹ hai mầm gốc, mỗi mầm gốc dài 40 cm các bác nhá. Hai mầm gốc đây các bác này. Và các bác thường làm về mầm gốc này. Đây các bác nhá, mầm gốc bộ bằng ngón tay cái luôn các bác nhá, bộ rễ rất là khỏe. Cho cái chậu này, cho hình số 22 em chia sẻ là 1.200.000 các bác nhá. Có một thân mẹ 70 cm và hai mầm gốc, mỗi mầm gốc dài 40 cm, rất là khỏe đẹp. Đây mầm gốc ra đây các bác này, mầm gốc mới ra rồi, đã bằng ngón tay rồi, rất là khỏe. Tiếp theo em chuyển qua hình số 23.
số 23 thì hôm nay em tiếp tục chia sẻ các con kỳ của bông ám cánh bầu. Đây các bác này, mời các bác thương lắm khuôn hoa. Đúng lúc nắng luôn các bác nhá, mắt đỏ đẹp. Bông này cũng gần như cánh không đạt như bông tố đan nhưng mà khuôn mắt và mũi rất là giống bông tố đan này. Rất là đẹp các bác nhá. Chào thân thú lá mít và đã xô ra một bông hoa cũng cực kỳ là đẹp. Đây các bác này. Rất là đẹp các bác nhá. Mời các bác thương lắm khuôn hoa này. Cực kỳ là phê. Bác nào sưu tầm cái dòng này thì có thể chụp màn hình lại giúp cho em. Đây các bác nhá. Mời các bác thương lắm khuôn hoa này. Một chùm hoa cực kỳ là phê luôn các bác nhá, rất là đẹp. Bông hoa này. Cực kỳ là đẹp. Rất là nhiều hoa. Em chia sẻ cho các con kỳ đã ra giá khuế các bác nhá. Kỳ như này. Đã ra giá khuế này. Chia sẻ là 150.000 trên một kỳ các bác nhá. Đã ra giá khuế rất là đẹp rồi. Đây các bác này. Chậu này thì là một chậu nãi rất là đẹp. Tiếp theo em chuyển qua hình số 24. Hình số 24 thì em chia sẻ một cái chậu xanh sạch bắt số rồi các bác nhá. Chậu này cũng khá là tương lai, sạch tuyệt đối. Hiện tại đang ra rất là nhiều mắt kỳ. Từ cái cây sọc thân này các bạn này đến cái bể lá rất là đẹp. Nó khá là tiềm năng. Cái này thì em bắt số số rồi. Chia sẻ với các bác là 300.000 cho một cái thân mẹ này. Dài khoảng 20 cm các bác nhá. Có hai thân. Hai thân mẹ các bác nhá. Mỗi thân mẹ 300.000 cho hình số 24 các bác này. Tiếp theo em chụp qua hình số 25. Chia sẻ với các bác một chậu ám cố văn giang. Thì có bốn thân mẹ các bác nhá, bốn thân mẹ và bốn mầm gốc. Mầm gốc thân mẹ dài cũng khoảng 15-16 cm và mầm gốc cũng dài khoảng 15-16 cm các bác nhá. Em chia sẻ là 250.000 trên một kỳ các bác nhá. Một kỳ là một thân mẹ và mầm gốc đấy. Hình số 25. Tiếp tục em chuyển qua hình số 26. Chia sẻ với các bác một cái chậu mặt đỏ cánh mai để mời các bác thương lắm khuôn hoa này. Đang đúng vào lúc nắng rất là đẹp luôn các bác nhá. Để mời các bác thương lắm khuôn hoa. Cực kỳ là phê, cho bông hoa này cũng rất là đẹp. Vào đúng vào lúc nắng rất là đẹp luôn các bác nhá. Bông hoa này cực kỳ là đẹp. Có hai thân mẹ các bác nhá, hai thân mẹ này, hai mầm gốc. Thân mẹ thì dài khoảng 30 đến 40 cm này các bác này. Và mầm gốc thì dài khoảng 25 cm. 25 cm đến 30 cm các bác nhá. Hai mầm gốc này rất là khỏe đẹp và mời các bác thương lắm khuôn hoa. Bông hoa này cũng rất là đáng để sưu tầm các bác nhá. Bác nào sưu tầm thì các bác có thể chụp màn hình lại giúp cho em. Một bông hoa cũng cực kỳ là phê này các bác này. Rất đẹp này. Cho hình số 26 em chia sẻ là 350.000 cho cái chậu này. Rất là dí các bác nhá. Khuôn hoa thật sự chia sẻ với các bác là rất là đẹp này. Bông hoa cực kỳ là đẹp. Đây các bác nhá. Các bác sưu tầm các bác có thể chụp màn hình lại giúp cho em. Đây các bác này. Mời các bác thương lắm khuôn hoa này. Cực kỳ là phê luôn. Rất là đẹp các bác nhá. Cực kỳ là đẹp này. Mắt mũi rất là đẹp. Cánh vai. Hình số 26 là 350.000. Và tiếp theo em chụp qua hình số 27. Hình số 27 thì em chia sẻ một chậu vẹt lót bắt cây hồng yên thủy. Từ cái lá này các bác này, đến cái phần thân. Những cái kỳ sọc thân này. Một thân mẹ các bác nhá. Và một mầm gốc lên rất là giống cây yên thủy. Chưa có hoa. Chia sẻ về cho các bác số này. Một thân mẹ dài 20 cm. Và một mầm gốc dài khoảng 25 cm. Chia sẻ là 600.000 các bác nhá. Cho hình số 27 này. Thì tổng nhà em hôm nay có hơn 20 đàn đơn hàng. Nên đi nói chuyện và chia sẻ với các bác. Chúc các bác là có một ngày mới an lành hạnh phúc. Em xin chào toàn thể các bác.